đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo con ngọn tre khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ở đây các bạn nhìn thấy chúng ta có 1, 2, 3, 4, đó là 4 cặp loa BMB 900C Line New. Các bạn thấy đây là những dòng loa mà người ta quen gọi nó là vua loa nằm, bởi vì ở cái phân khúc này ấy, thì không có dòng loa nằm nào của cái thương hiệu nào có thể cạnh tranh được với BMB. Đây là một trong những dòng loa có thể nói rằng hay bậc nhất ở trong dòng loa nằm mà người ta quen gọi nó là vua loa nằm. Thì các bạn thân mến, đây là những cặp loa được tôi tuyển rất kỹ, không có nhiều, và hiện nay cũng không có nhiều anh em có dòng loa này để bán với tình trạng đẹp Line New. Các bạn cứ nhìn hình ảnh từ logo cho đến e căng cho đến cái tình trạng gân loa, màng loa vân vân. Các bạn thân mến, tôi quét một chút về cái hình ảnh thì các bạn sẽ thấy đây là tình trạng thân thùng này. Đấy, chỉ thiếu cái thùng xốp thôi. Đây là những cặp loa mà hiện nay thì nhà sản xuất vẫn đang tiếp tục sản xuất trên thị trường. Các bạn thân mến, BMB là một trong dòng loa được rất là yêu mến, một cái thương hiệu đến từ Nhật Bản, và các bạn thấy là những dòng loa này ngay khi người Nhật phát minh ra công nghệ karaoke thì BMB là một trong những thương hiệu đầu tiên chớp được cái thời cơ đó và đã sản xuất ra rất nhiều những cái dòng loa. Đầu tiên là kể cả những dòng loa đứng, rồi những dòng loa nằm, rồi những dòng loa full cao cấp hiện nay đều có cả. Và các bạn thấy những dòng loa này này thì nó sử dụng cái cấu trúc 1/30. Đây là dòng loa sử dụng cấu trúc 1/30 lỗ thông hơi trực diện phía trước. Và các bạn nhìn thấy ở hai bên đầu của nó là hai cái mít chép kèn có sử dụng cái hộc tán sóng đa hướng, giúp cho âm thanh khuếch tán mạnh hơn về hai hướng và cái âm hình của nó mở rộng hơn. Sau lưng của nó có một công tắc giúp cho các bạn có thể bật về chế độ đánh phòng rộng, phòng hẹp. Và đặc biệt là trở kháng 8 ôm công suất cực đại lên đến 1200W một quả. Như vậy các bạn có thể đánh ở rất nhiều những không gian mở của gia đình, không gian rộng, vân vân. Các bạn thấy rất nhiều phòng karaoke kinh doanh hiện nay người ta vẫn dùng BMB 900C, đó là một trong những cái ưu tiên mà rất nhiều người muốn có tiếng bát đánh uy lực. Nói đến BMB thì bao giờ thế, bát của nó đánh rất là mạnh mẽ uy lực. Và mỗi một cặp loa này thì có giá là 11 triệu đồng. Các bạn nhớ là hiện nay trên thị trường ấy thì các mức giá nó khác nhau, thậm chí là 9 triệu, 9 triệu 7, 9 triệu rưỡi, 10 triệu, 11 triệu vân vân thì đều có cả. Nhưng đây là những cặp loa Line New và không có nhiều ạ, chỉ có 4 cặp như các bạn thấy thôi. Đấy. Những dòng này đẹp thiếu thùng xốp, và đương nhiên rồi giá mới của nó thì các bạn thấy nếu như hiện nay hãng đang bán nó khoảng tầm 40 triệu đồng gì đó. Các bạn có thể truy cập vào website của BMB. Các bạn thân mến, đây là những cặp loa bãi zin, bao zin, bảo hành tuyệt đối cho các bạn cứ yên tâm chơi thôi. Và các bạn đến với chúng tôi sẽ phối ghép với các bạn những chiếc đẩy của CAVS với mức giá khoảng 8 triệu đồng với công suất 900W một kênh, vân vân. Hay các bạn có thể lựa chọn những đẩy 4 kênh để đánh có thể bật ra các chất âm của BMB, đó là cái sự trong sáng, ấm áp và bát của nó đánh rất dày. Các bạn nhớ là BMB bao giờ cho tiếng bát cực dày, tiếng bát rất dày. Đấy. 11 triệu đồng một cặp và cũng chỉ có 4 cặp Line New với tình trạng như trước mắt các bạn đang nhìn thấy. Ở bên này thì các bạn nhìn thấy này, đây là những cặp loa BMB mà tôi đã có nhiều video clip nói với các bạn rồi. Ở đây thì các bạn nhìn thấy đây là những cặp 880C, BMB 880C Line New với tình trạng 4 cặp như các bạn đang nhìn thấy hình ảnh ấy, đã nói lên tất cả rồi. Đây là những dòng Line New tuyển rất là kỹ, khắt khe chứ không tuyển ào ào nhập lô bán mớ đâu. Các bạn thấy những cặp này được tuyển với tình trạng chỉ thiếu cái thùng xốp thôi. Và mỗi một cặp BMB 880C này nó sử dụng 3 đường tiếng với 1 bát 25, 2 loa lời và 2 loa chép, và các bạn thấy trở kháng 8 ôm, đặc biệt là công suất cực đại của nó lên đến 1000W một quả. Như vậy các bạn thấy là nó có thể phủ sóng rất nhiều không gian. Những cặp này có giá chỉ 5 triệu 800 ngàn đồng thôi, với tình trạng như các bạn nhìn thấy đẹp cáu cạnh không tì vết. Ở bên cạnh thì đây là một cái phiên bản rút gọn của thằng 900C. Thì các bạn thấy rồi, đây là 900C bát 30, công suất 1200W một quả, giá 11 triệu đồng. Thì thằng này là thằng BMB 450C Line New này, thằng này này. Thì các bạn thấy đây là những dòng được rút gọn. Một là nó sử dụng bát 25 và hai cái mít chép hai đầu cũng sử dụng cái hộc tán sóng đa hướng. Sau lưng của nó cũng thừa hưởng tính năng có cái công tắc bật về chế độ đánh phòng rộng và phòng hẹp. Và trở kháng 8 ôm công suất cực đại là 500W. Như vậy các bạn đã thấy quá khủng khiếp rồi. Những cặp loa full mà các bạn đang mua rất là đắt đỏ, ví dụ của JB hay của PV hay của là thằng Electro Voice vân vân chẳng hạn, thì công suất nhiều khi chỉ là 250W một quả thôi, nhưng thằng này là công suất 500W một quả, đủ để các bạn đánh những cái không gian trong gia đình, phòng khách vân vân. Và những cặp này đẹp như thế này này, giá chỉ 5 triệu 500 ngàn đồng một cặp thôi. Những dòng này thì bán hầu như nó không có lời, và các bạn thấy, các bạn thấy trên thị trường cạnh tranh nhau rất là nhiều, và nhiều anh em bán mức giá nó loanh quanh khoảng hơn 4 triệu gì đó. Thì tất nhiên đó là những cái dòng mà tôi đã nói các bạn rồi, nếu như mua lô bán mớ thì mình sẽ bán những cái cặp đẹp mình bán khác, và những cái cặp nó xấu xấu người ta tân trang người ta sẽ bán khác. Nhưng đây là những dòng tôi tuyển rất là kỹ, chỉ có một thôi,
chỉ có một kiểu thôi, một loại thôi, đó là loại đẹp xuất sắc nhất. Và những dòng BMW 450C này âm thanh cũng hay như thằng 900C, nhưng nó là phiên bản rút gọn, công suất còn 500W một quả, đủ để các bạn có thể đánh nhiều không gian khác nhau. Và nó có thể nói rằng ở trong phân khúc ấy thì BMW 450C là thằng đáng mua nhất đấy, ở cái phân khúc này. Sau đây Nhâm Quỳnh xin phép được test một đoạn karaoke để các bác có thể là cảm nhận được cái chất âm trên bộ cấu hình mà kênh Claudio đã ghép sẵn được không ạ? Một đặc phẩm được mang tựa đề Đám cưới trên đường quê. Mời tất cả các bác cùng lắng nghe. Đàn chim non véo con ngọn tre, khăn màu son, áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong, tay dù hồng. Lâu thật lâu mới thấy được một ngày chúng mình.